Rơi trên đá sỏi vừa mọc lên liền héo đi vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai và gai góc cùng mọc lên bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt đã mọc lên và kết quả gấp trăm. Khi nói những lời đó, người kêu lên rằng: ai có tai nghe để nghe.
thì hãy nghe. Bây giờ các môn đệ hỏi người dụ ngôn đó có ý nghĩa thế nào. Người nói rằng hạt giống là lời Thiên Chúa, những hạt rơi bên vệ đường tức bình an của Chúa ở cùng em. Con nhỏ bé đón sao trời.
Chúa dặn dìu con đi qua tháng năm trùng, sớm chia buồn vui, cuối an phục forever.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Đức Thiên toàn con cương quyết.
Young ladies, young women, please move over to the left so equally divided. All the young men up on the pedestal against Mary. Okay, các con sang bên phải của sơ một chút nào. Bên phải đây phần chỗ nào. Okay, move, move, move. Ah, thấy này. Quá nhiều flash, hai thợ chính chưa chụp được.